Quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại hội trường ở trong cái khu vực gọi là trung tâm Rose Center gần tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster. Ngày hôm nay thì các em hội sinh viên thuộc hội cộng đồng Việt Nam tại trường UCLA tổ chức một cái chương trình gọi là hội chợ y tế miễn phí cho tất cả bà con đồng hương của vùng này. Chúng tôi thấy là có những cái dịch vụ y tế mà các em mang đến như là đo lượng mỡ nè, cholesterol nè, đo đường nè, rồi phía bên này thì có khám răng, có tham khảo về vấn đề sức khỏe, tham khảo về mắt, đằng kia thì có cái dịch vụ khám mắt nữa. Phía bên ngoài của cái phòng hội trường này thì chúng tôi thấy rằng có những cái dịch vụ ví dụ như là đo huyết áp, đo cân nặng, chiều cao, tổng quát vân vân. Ở đây thì có khám nghiệm và phát triển trẻ em nữa. Phải nói là rất là nhiều các dịch vụ y tế mà các em của hội sinh viên Việt Nam tại trường UCLA đem đến cho cộng đồng Việt Nam trong cái ngày hôm nay. Cho biết thêm về cái chương trình hội chợ y tế đang được tổ chức tại Rose Center, thành phố Westminster trong ngày hôm nay. Dạ, cho nên cái hội chợ y tế này là tổ chức hết là mấy cái đứa học sinh ở trường UCLA năm 1 tới năm thứ 4 luôn. Giống như em là cái năm này là em chót của em, xong rồi em đi học optometry school. Cho nên mỗi mùa thì tụi em có tổ chức cái hội chợ y tế này, có nhiều bác sĩ ra, hôm nay có gần hơn 100 bác sĩ ra, xong rồi có 250 bệnh nhân ra rồi. Cho nên mà chưa có tới 11 giờ rưỡi nữa, cho nên cái hội chợ y tế này hết 2 giờ. Em mong là cũng khoảng 400 người sẽ ra để khám bệnh. Dạ. Ngày hôm nay thì mình có những cái service nào em có thể dẫn đi một vòng để xem sao? Dĩ nhiên, cho nên ở đằng trước thì có khám răng, xong rồi bây giờ khám mắt thì cũng hơn, đang có 50 người ở bên tay trái đang chờ. Tại khám mắt xong thì đi lấy kính để đọc sách với mấy cái cọng được. Dạ, cho nên khám ở bên tay trái xong thì lấy kính ở bên tay phải. Dạ, xong rồi cái tượng thuốc ở bên tay phải thì có đo lượng đường với đo lượng mỡ. Dạ, xong rồi có tham khảo bác sĩ nữa, có đủ thứ. Yeah. Hôm nay thì có bao nhiêu em sinh viên của trường UCLA tham dự vào chương trình này? Hôm nay thì có 85 sinh viên ra để ủng hộ. Dạ đúng, dạ. Wow. Cho nên xong rồi có nhiều sinh viên này biết nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ được nữa. Dạ, dạ, dạ đúng. Nếu vậy thì anh muốn hỏi thêm rằng là nếu trong cái chương trình ngày hôm nay mà để chuẩn bị một cái chương trình phải là hội chợ y tế, rất là nhiều những cái dịch vụ y tế như vậy, thì các em đã chuẩn bị mấy tháng rồi, có ai bảo trợ các em không? Dạ có, cho nên cái này thường thường làm hội chợ y tế thì khoảng 3 tháng thì mới plan được. Xong rồi có mấy cái mayor, you could council members để ra ủng hộ, có Hoặc Việt Foods, có donate cho tụi em. Dạ. Yeah. Wow. Thì em muốn nói gì với bà con đồng hương cũng như là các bạn trong cái ngày hôm nay? Có thể nói bằng tiếng Anh được cho các bạn cùng nghe. I just want to say thank you so much for letting us host the health fair here. It means so much to all of us to help the community, especially when this is our community that we grew up in, and this is the older generations that have taken care of us. So we want to give back and take care of you as well. Thưa quý vị, tại một cái bàn của chương trình dịch vụ y tế gọi là PACE, tức là một cái chương trình y tế thuộc Caltima, thì chúng tôi gặp anh Trần Đức Vũ Anh, một cái người phải nói là trợ giúp trong cái vấn đề là ghi danh vào cái chương trình PACE này. Thưa anh, PACE với Caltima nó khác nhau thế nào? Những cái lợi ích ra làm sao của chương trình PACE, thưa anh? Dạ, thưa anh và quý khán giả của đài, thì Caltima là một cái trung tâm mà quản lý cái vấn đề Medicare cho người có Medicare, thuận Medicare. Còn Caltima mở thêm một trung tâm PACE nữa, trung tâm cho người cao niên. Chữ PACE viết tắt là Program of All Inclusive Care for the Elderly, tức là chương trình chăm sóc toàn diện cho người cao niên, dịch tiếng Việt nôm na là như vậy. Thì chúng tôi là một trung tâm có một duy nhất là của quận Cao mình, là nằm ở Garandro. Thì cái chương trình này phục vụ như thế nào, nó khác những cái chương trình khác sao? Đó là một trung tâm cho người cao niên, có xe đưa đón tới sinh hoạt, ăn uống, tập thể dục, rồi có bác sĩ luôn, đặc biệt là có bác sĩ đó luôn. Khi mà quý vị bệnh một cái, quý vị chỉ cần gọi số điện thoại là chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chuyên chở chạy tới gặp bác sĩ ở trung tâm chúng tôi. Thì không chỉ mà ở trung tâm quận Cam thôi, mà chúng tôi kết hợp với 5 cơ quan khác, trung tâm CBAS, tức là trung tâm của người cao niên ở quận Cam, là Acacia, và Anaheim, và Santa Ana, và Salton, với lại South County, giúp cho cộng đồng của mình. Thì ai cũng có thể tham gia chương trình này, những người chỉ cần 55 tuổi trở lên, sống trong quận Cam và sống có những cái bệnh như là kinh niên, như cao máu, cao mỡ, tiểu đường, và hội đủ điều kiện cho nó là nó sinh hôn á, và sống an toàn ở nhà, thì là được vô chương trình. Nhưng mà quý vị biết là chương trình này mục đích là gì?
đa số những người lớn tuổi mà ở nhà đó, anh biết là quý vị cũng biết là hay bị té, không có con cái chăm sóc, không có người chở đi bác sĩ, hay bị té, thì cái chương trình này giúp cho những người cao niên mình sống khỏe ở nhà thay vì phải vô nursing home, phải vì vô viện dưỡng lão. Chỉ cần có Medi-Cal hoặc là Medi-Cal Medicare hoặc là Medi-Cal có chia sẻ phí tổn thì quý vị trả phần đó và chúng tôi lo hết mọi cái cho quý vị. Đó. Ví dụ mà những người cao niên mà họ có nhà cửa đó thì họ có được hưởng những cái chương trình giống như vậy hay không thưa anh, hay là về vấn đề income, những cái requirement cho cái chương trình PACE là như thế nào anh? Requirement nó giống hồi nãy nói, chỉ 55 tuổi trở lên thôi và có Medi-Cal, tức là có Medi-Cal là căn bản nhất. Khi mà quý vị bị khi quý vị low income thì quý vị đủ điều kiện cho có Medi-Cal thì là chương trình của chúng tôi nhận cho quý vị liền rồi. Còn có nhà không có quan trọng nữa, sau này anh biết là cái nhà thì có cái nhà sẵn rồi. Cái quan trọng là income hàng tháng của quý vị là bao nhiêu. Thì quý vị dựa trên cái income đó mà quý vị nộp đơn với xã xã hội để xin Medi-Cal. Và khi mà quý vị được Medi-Cal thì là Captima sẽ lo cho quý vị cái phần này. Dạ, dạ, dạ. Chứ còn mà nói về tiền nhà thì quý vị biết là ăn thuốc. Cái nhà có khi quý vị đã trả off rồi hoặc là của con quý vị thì nó không quan trọng nữa. Quan trọng tiền lợi tức hàng tháng của quý vị là bao nhiêu. Thì quý vị sẽ nộp đơn cho Medi-Cal. Mà nếu có Medi-Cal là vô chương trình này cái một. Dạ. Yeah. Rất hiểu. Cái là cái căn bản là Medi-Cal. Yeah. Mà làm sao để có Medi-Cal thì cái chuyện đó là mình phải nộp đơn để người ta xét. Yeah. Không ạ? Yeah. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cái số điện thoại liên lạc để mà bà con có thể nói tiếng Việt với cái chương trình PACE là thế nào anh? Dạ. Yeah. Trần Đức Vũ Anh là một người chuyên viên phối hợp ghi danh của Captima PACE. Thì số điện thoại của người Việt á 714-602-0598. Hoặc là nếu mà Vũ Anh bận thì quý vị cứ để tên và là nhắn, hoặc là quý vị có thể gọi thẳng vô Captima Pay số 714-468-1100 hoặc kiếm Vũ Anh, hoặc người tiếng Việt là người ta sẽ chuyển máy cho Vũ Anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh Vũ Anh rất là nhiều. Thưa quý vị, rõ ràng là khi mà đến chương trình hỗ trợ y tế này, bà con đồng hương ngoài được dịch vụ, những cái dịch vụ y tế ra, còn có thêm những cái thông tin bổ ích nữa, mà có thông tin, có những giấy tờ, vì thấy không? Đây nè, những cái hướng dẫn nè, là bằng tiếng Việt hoàn toàn, mà nếu mà thắc mắc thêm nữa thì cứ gọi vô, các anh ở đây cũng sẵn sàng nói tiếng Việt với quý vị. Thế vì thế rồi, đó là chương trình phóng sự về hội chợ y tế do các em sinh viên thuộc Hội Sinh viên Việt Nam cộng đồng tại trường UC LA tổ chức tại Rochester, thành phố Westminster.